Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Bây giờ hai vợ chồng sẽ trả phòng. Đi xuống trả phòng nè, tối hôm qua mua được rất là nhiều đồ luôn ha, cho mấy đứa nhỏ, rồi quà tặng cho chị dâu nữa để coi coi là món quà gì. Bây giờ xuống check out khách sạn mọi người nha. Dạ, mình có hai cái. Baby, is there another? Nó ở đâu ta? Dạ, mình bên Hàn Quốc. Ok, rồi rồi. Just wait a little bit. Bây giờ ngồi chờ để người ta kiểm tra coi phòng mình có dùng cái gì hay không, rồi có tính tiền thêm cái gì hay không á, rồi bắt đầu mình mới check out. Thì ra đây ngồi chờ. Tất cả mọi thủ tục đã xong, bây giờ đi xuống. Giờ đi xuống dưới thì mình tự bút ráp thôi không em? Dạ, ở dưới có sẵn taxi á chị. Ok, có sẵn taxi rồi. Dạ. Rồi bây giờ ngồi đợi taxi rồi, vậy cảm ơn nha. Cảm ơn. Nãy ở trong thang máy đi xuống á, đi chung với chị kia, chị nói ôi sao em nhìn em quen quá, em đeo gì đây? Dạ em đeo cái này để nói chuyện nghe cho rõ hơn. À đúng là em làm YouTuber nè chị. Hôm bé có về không? Nó dạ có về mà không có đi, tại vì em muốn hai vợ chồng đi để review khách sạn đồ này kia cho nó nhanh gọn lẹ. Chị hỏi cái giọng của em là từ hồi nào giờ nó dậy, hay là em có luyện tập cái giọng đó không? Ý là tại vì giọng đó nó nặng mà nó mạnh rồi đó. Nó nói không, giọng em từ nào giờ vậy không có luyện tập gì hết đó. Cái chồng Ngọc á, Ngọc kể cho chồng Ngọc nghe, cái chồng Ngọc nói, chồng Ngọc mới nói là hả, chị tập hát karaoke với chị. Dạ rồi ok, tập hát karaoke. Không không, chị không có đi em. Đi tới đâu cô chú cũng hỏi có con chay đi không? Rất là vui, rất là hài lòng em. Tất cả một dịch vụ rất là tốt. Dễ thương, thân thiện. Rồi, bye bye Landmark 81 Winter. Cái điều của cái chị đó hỏi á, làm Ngọc nhớ tới cái này. Cái về cái giọng của Ngọc á, là ngày xưa á, lúc mà mẹ kể lại và tất cả những người thân trong gia đình đều biết luôn. Khi mà Ngọc vừa sinh ra cho tới đúng 3 tháng 10 ngày là Ngọc khóc quá hả, Ngọc khóc là mẹ nói là khóc không có cách nào để dỗ luôn. Cứ khóc gọi là khóc mà tới cái rúng của Ngọc á chảy máu luôn. Mình biết khóc tới cỡ nào rồi, chị dữ dằn vậy đó, khóc đúng 3 tháng 10 ngày. Rồi xong cái là hết 3 tháng 10 ngày cái hết khóc luôn. Nên là nó tạo ra một cái chất giọng rất là trầm ấm. Rất là thánh thoát. I just remember the story that all the relatives told me and my mom told me when I first born until 3 months and 10 days I was crying every single day, like literally all day long until literally my belly button bleed. Oh wow. Really crying. Everyone was like, oh my god, when you was first born you were just crying and crying crazy. That's create my beautiful voice. That's created my beautiful voice. Yeah. Đó, Ngọc đang giải thích cho chồng Ngọc nghe là lý do sao mà mình có một cái chất giọng tuyệt vời đến như vậy. Rồi, từ giờ từ cái chiếc taxi này về tới nhà Ngọc thì cũng khoảng là 30 phút, 35 phút. Mời mọi người về nhà để gặp em chị Chay cùng mẹ mơ nhé. Rồi, ok, tới. Hai em, con cháy rồi. Rồi kêu nó xuống gặp mẹ nó đi. Rồi em gửi nha. Cảm ơn anh rất là nhiều. Rồi ok, let me do this. À chạy cái chụp vàng ấy, chụp nhọc mà chú ơi. Hi. Hello. Hi baby. Trời ơi, gặp mẹ không mừng. Mẹ đi mượn đồ đây nè, mẹ có đồ chơi nè. Mẹ có đồ chơi cho tụi con nè. Để mẹ Ngọc cầm lên cho, để mẹ Ngọc cầm lên cho. Trời ơi cầm thấy ai không không, để mẹ Ngọc cầm lên, mẹ Ngọc tự phát. Để mẹ Ngọc tự phát cho. Rồi đi. Trời ơi nó không mừng mẹ nó gì hết luôn. Không rồi, nó đâu nó mừng đồ chơi không mà ở mẹ mính. Trời ơi có không? Quá trời quá đất rồi, một nhà nữa rồi nè. Trời đất ơi. Ngọc nhớ
Rồi, đây chú Barbie mua gì chỉ mẹ coi coi, chú Barbie mua con gì? Trời ơi, mua cái đó đó hả? Ôi, mua mami lon lách luôn hả? Quá trời ơi, quá xá luôn. Quá trời đồ chơi mang bó lên phòng rồi. Trời đất ơi, trời đó ảnh là mỗi lần anh mua là anh mua vậy đó chứ phải. Còn này gì nữa đây? Trời ơi, cái này là gì bánh hả? Trời ơi, nó ồn. Ồn quá con ơi, ồn ồn. Anh Barbie mua kìa, quá trời đồ đây nè. Ôi, anh mua sầu riêng. Mua xanh kinh tươi luôn hả? Wow, đã vậy ta. Có ăn một lần rồi. Mà không biết cái nó cũng nhỏ nhỏ gì là không biết phải không? Từ từ. Chú ba bì mua quá trời đồ chơi mà bây giờ thấy đồ chơi vẫn thèm hả? Hả? Thấy đồ chơi vẫn thèm hả? Hả? Hay sao? Đấy, đấy, ồ, con nhớ mẹ không? Anh ba bì rinh nguyên cái siêu thị vô hay gì anh ba bì ơi? Ôi. Đây Nisa là điều Quỳnh thích nè. Rồi cái này là cũng Nisa nhưng mà mới. Nisa loại mới. Rồi này là bánh nè. Rồi hôm nay là có anh Barbie lên chơi, anh Barbie là cái người mà hay tặng hoa mọi người. Mọi người nghe nghe, nghe Barbie Ngọc cũng hay ảnh ăn hay nhắc ảnh ở trên. Bánh này nữa nè. Rồi này là gì? Bánh chấm với phô mai. Còn này là Starbucks. Rồi đàn vàng mẹ Ngọc sẽ phát. Kẹo nè. Con này là gì? Starbucks hả? Trời ơi, Starbucks bánh quá trời, bánh của Starbucks luôn. Bánh này bánh gì đây? Pancakes của Starbucks nè. Rồi Ring Pop nè, Ring Pop nè. Ring Pop nè, cái chay nè. Ảnh lúc nào anh cũng đem nguyên một cái đó rồi bây giờ khoe về cho mọi người coi nữa. Cái là bắt đầu là mọi người nói là nhà Ngọc nhận quá nhiều đồ từ chú Barbie. Rồi bữa nay mình làm món gì mình đãi anh Barbie đây ta? Bún mắm để đãi anh Barbie. Hỏi là anh Barbie á, tại vì hồi bữa giờ về á, là ảnh có lên có gặp mà một hai lần nhưng mà cũng không có ở chơi nhiều quá nên là mời ảnh lên hôm nay. Nói lại đi. Cái này nhiều người nói là sao nhận quà hoài mà thật sự là tự động rồi nó đem tới rồi không lẽ bây giờ là cả không lẽ nó thôi đem về đi được lấy. Vừa rồi là Ngọc cũng tặng lại cho anh Barbie một món quà cũng rất là dễ thương. Thế là gia đình mình có qua có lại thôi chứ không phải là lợi dụng hay là gì cả. Tự nhiên đôi khi hỏi ở đây có người thật việc thật nè, tự nhiên cái gan ngồi vậy cái là ráp đưa thẳng lên tới nhà vậy đó rồi cười rồi sao nó vậy đó. Hôm nay lên chơi cái là mua một đống như vậy nè, mình vui vẻ nhận thôi chứ đúng không? Bạn chị không hiểu thì nói là sao mà vậy thôi. Thay trong tình cảm gia đình mình thì nó cũng không có là cái gì mọi người. Đây là quà thì mình rất là. Trời ơi, ảnh mua. Ảnh mua cho Ngọc mua xanh King là vua của cái loại sầu riêng á. Là bảo một chút nữa lấy sụn bi cá mập, lấy nhị hoa nghệ tây về tặng cho gửi về tặng cho ba mẹ của anh Barbie. Thôi gấp bớt cái này đánh cái rồi vô đi. Mua xanh King, sầu riêng mua xanh King tươi nè. Trời ơi, coi còn ảnh mua cái gì đây qua này, hồng nè. Mua mận nè. Mua nho cho Ngọc nè. Trái này là trái dưa lưới hay gì nè. Quá trời luôn. Gặp ba đứa xong rồi cái đi ra đường á. Cái thấy tiệm đồ chơi nè, không muốn quẹo mua đồ. Còn mà cứ đi ra đường là mua món về mà nó chất đầy cái phòng. Đây là nem nè, nem chua nè. Cái này gì đây? Ly. Ly này ly nước của anh phải không? Mới còn sáng ấy mà. Ờ, hồi nước của anh đó. Cái này là cho nó phối đồ. À, này cho chay phối đồ đó. Cái này là của bé gái. Cơ, mọi người rất là muốn gặp mặt anh Barbie nha. Để coi là phối là... đồ vô cho nó mặc gì đó. À, đúng rồi, cái này nó mê á. Để coi chú Barbie là ai mà mỗi lần gửi đồ gửi quá trời đồ luôn. Mọi người coi. Tại vì cái cuốn này tính là để cho nó đi lên sân bay về Mỹ á, trên máy đúng bay trời. Cất vô đi. Đúng rồi, nên là anh tính cấp riêng. Ảnh mà mua Starbucks á là ảnh mua một lần là ba bao bự như thế này nè. Là cái là có bánh không? Mở ra em coi cái bánh gì chị ngân. Rồi coi nè. Có waffle với lại donuts của Starbucks ha. Waffle. Waffle nè, cái này nhưng mà trong đây có xúc xích không? Donut. Hình như chắc có. Không biết của Starbucks nào, không biết có. Rồi đây là cái bánh nè, bánh kem nè. Cái này là cái gì của nó siêu rồi.
pancakes à, đó quá trời quá đất luôn. Cầu gì cái nào vui cái này còn. Cái này Ngọc thấy là cái nào thấy rất là vui luôn à. Cái gì vậy? Ôi đất ơi, hình của cả gia đình ảnh in ra nè. Ôi ơi, cái đây nè có khung rồi luôn. Ngân với là anh Đảo là wow, em cảm ơn anh. Giống như là không bao giờ chụp mà thấy mà no happy không? Không phải cái kiểu như là hay như là chụp xong rồi cái Bali bây giờ nó nhìn chỗ khác, nó không có chưa bao giờ, đúng rồi, chưa bao giờ hoàn hảo một tấm hình. Đây nó là kiếm hình của chị Ngân với anh Bảo. Khó lắm. Khó lắm, khó lắm. Biết sao ngày qua đi rửa hình nhà. À, dạ. Cái tặng rửa luôn cái bà đó bà nói. Ủa cái ông nói là ủa em là gì với chương trình Ngọc. Không nói rồi. Bạn thôi, em đi rửa hình được xong rồi cái em đi rửa hình bạn thôi. Wow, em cảm ơn anh. Trời luôn. Trời ơi, đây nè, Vinh Sinh với Bali ngày nhỏ nè. Hôm qua anh làm cái pancakes á, của cái hộp anh ấy ở bên kênh gia đình Chay Chay á. Chay với lại Audrey nè, thấy thương không? Rồi tấm hình em thích lắm luôn á. À, đúng rồi, tấm này em chụp nè. Đẹp ghê. Đúng rồi, kỷ niệm luôn. Tại vì á là hình như trên phòng chưa có. Em lia được. Đúng rồi, trên phòng chưa có, đúng rồi. Định là ngày 20 mấy là 22 phải không? 22 này là mới đi chụp hình gia đình nè. Gia đình xong mình sẽ rửa hết cho cái miếng nhà này. Ôi cha ơi, được chú ba bì lên một bữa quá trời đã đời. Vậy đây đây cái này gì đây trời ơi. Mua bánh gì mà bịch bánh gì khủng bố vậy. Bịch bánh này là quá khủng bố nè. Rồi đây là nguyên cái bịch đồ của chú ba bì nữa nè. Ôi trời đất ơi. Ủa cái quà sinh nhật của Điều Quýnh luôn. Trời ơi, đồ chơi cho mấy đứa nó nè. Ôi trời ơi, baby. Wow. Này là đồ cho Chay nè, quần áo cho Chay. Ôi ơi, cho chú mua cái gì nữa nha. Đây đi, từ từ. Ôi ơi, chú mua Squid Game. Ôi ơi, đồ mặc cho Chay kìa. Chay giờ tao. Ê, nó còn 1 triệu nhưng mà nó sẽ dạng như vậy nè. À, dễ thương, dễ thương. Trời ơi, giờ đem kèn gì ra thổi nè. Đi xa tụi nó hôm qua tới giờ về chưa kịp tặng đồ chơi là chú ba bì lên tặng một mớ đồ chơi rồi. Để con đi hát kêu mẹ. À nhỏ hát kêu hả con? Ồ, cái này là cái case điện thoại, cái này là cái case điện thoại em sẽ xài vô cái máy baby can you give me my work phone? It's gonna fit on this. À, case điện thoại để dán hình rồi đi vô ở điện thoại á. Ờ anh làm đủ thứ không? Này cái gì đây? Này là gỗ khắc. Ôi ôi, khắc gỗ nữa nè. Có hình của Bali với Bình Sơn. Oh, that's so cute, gỗ đẹp quá. Con nghĩ cái này là gỗ hình này à? Đúng rồi, hình mà Ngọc á. Có này coi, ai này, cái này có ai, cái này có ai, mở cái này coi. Cái này. Trời ơi. Ai? Oh, look at what it is. Này là tuổi thanh xuân của hai đúng rồi. Cái này là lúc là sinh nhật của hai đứa em mày, hai đứa em mới cưới nhau á. Mở coi chừng rớt gỗ. Ồ, mẹ với lại ba, mẹ với lại Chay với ba Chay nè. Ôi à, family. Cái quà này cho chị Quỳnh nè, nhưng mà baby, this is your birthday gift. Tại vì á là tới sinh nhật của Ngọc á là để đem lên sao. Thôi không có cầm nhiều quá kỳ hả. Ủa vậy là chưa nhiều. Ok đi. Chắc cái này em nghĩ là Star Wars. Trời ơi. À hả. Star Wars, I think it's Star Wars. I think it's Lego. Lego. Em nghĩ là Lego. Mẹ, ảnh order cái này từ Mỹ về luôn nè mẹ nè. Cô quà sinh nhật của Đi Quỳnh. Mẹ nè, hồi bữa mẹ khen chả bò ở trên video ngon nè. Ảnh mua một mớ chả bò luôn. Anh bất kỳ đưa chị Ngân tưởng là nhà bán chả bò không hà. À. Tưởng là gia đình làm chả bò không bất kỳ. Ừ, thì đó là cô tưởng mà ăn ngon cực kỳ ngon luôn. Dạ. Mẹ bưng nhà. Dạ, anh bưng ảnh của nhà em á. Dạ, cảm ơn anh. Em mượn con này đi. Ừ, mượn con đi lấy đi. Đi. Trời, em nghe danh chú Ba Bì đã lâu. Mỗi lần hỏi ai mua đồ chơi cho con, dạy chú Ba Bì mà không biết chú Ba Bì mà em biết luôn á. Có anh Kỳ nữa mà. Có, con thấy rồi, con thấy hình anh nè. Oh my god. That's baby, look at this. Wow. Anh in hình là xe của Đi Quynh nè. Anh
Từ nãy con có coi rồi. Ôi cha ơi. Chú ba mẹ đúng là fan cuồng chị Ngọc. Không xác tấm hình nào luôn. Ok, úp vào đây. Wow. Come on, Barbie. Happy birthday. Rồi nè, hồi nãy tới giờ về tới nhà là chú Ba Bì là hả, tôi nói là chiếm trọn cái spotlight của ngày hôm nay. Làm quà của tôi đã bị tuột hậu lại cho ba đứa con con dấu. Mua được này không? Tôi cũng mua cho nó quà vậy mà chú Ba Bì đi. Like, you know. He just bought so many gifts. Yeah. My gift is just so little. Lucky's a boy. Chị Ngân nè, không phải. Ừ. Không có quà gì tặng chị Ngân, chị chơi nhà, dắn chị Ngân tặng cho chị Ngân món quà. Oh, yeah. Chị Ngân cô nha. Túi liền. Cái này á là cái foundation để mình đi đám cưới, đi tiệc rồi này chia cái mình sức lên. Ui à, của cái hôm trước là chị Ngân sức lên. Đúng rồi. Đúng mẹ. Thở luôn, tôi được cho nó nóng luôn. Đối với phụ nữ thì mình tặng cái này. Mình lấy này cho phòng mình. Đó. Baby, closer. Đây, đây nè. Ở trong đây á là cái miếng này sẽ để đây. Cho mình mở ra. Bỏ cái này nắp lên đây. Cái này cho chị Ngân bóc tem luôn, khui luôn. Tem nó đi. Đó. Cái này là phấn nước đúng không? Phấn nước. Được. Cái này chị Ngân. Cái này nó có SPF 50 trong đó nữa. Đã. Nó có chống nắng ở trong đó nữa. Nhưng mà anh dặn á, nếu mình muốn kỹ hơn á thì mình xức một cái lớp chống nắng của mình lên trước. Xong rồi mình xức cái này ra. Rồi, cảm ơn. Một tay. Các chị dẻ. Rồi, đây nào. Đây là quà. Đứa nào muốn quà chạy lại đây. Có cái này. Đứa quà giơ tay lên. Ủa, ba đi đâu? Ba đi. Kêu Bali xuống đây. Đầu tiên, mẹ sẽ tặng món quà cho con gái yêu của mẹ. Yeah, we miss you, baby. Okay. Yeah, look at that, JD. Say thank you, mommy and daddy. Mua cho chay cái đồ chơi nhà Barbie. Come on, mate. Come on, bà. Từ từ, kiss baby. Bất tình ở đây. Mẹ Ngọc, bây giờ nè Ngọc, không cần ơi, làm được công đồ không nữa. Con thích màu gì? Con thích màu đen. Có màu đen cho mày rồi. Màu khác đi, chọn màu khác. Màu vàng phải không? Say come on. Anh Lê thích màu gì? Màu đỏ. What's JD's favorite color? Wait. Turn. Oh. What's your favorite color? Xanh gì? Màu xanh lá trời. Phải mua 3 chiếc. Chứ còn mà mua 1 chiếc là tụi nó đánh lộn nữa. Okay, here baby. Here baby. Record me. Okay. Well, Bobby, I don't have much, but I want to give you my favorite. Anh ơi, anh không có cái gì để tặng anh Bobby, nhưng mà tặng cho anh Bobby cái kẹo mà anh thích nhất. That's for you to take home. Hả? Cái này là làm tại Đức á. Không, anh không muốn bởi vì anh nói là cái kẹo đó anh thích nhất cái. Thôi đừng mua. Đừng có mua. My gift to you, Bobby. Thank you so much. Vui đó, cái đây là xe điều khiển nha. Mua đúng cho ba đứa. Nhưng mà chơi là phải giữ nha. Ai là mất là ăn đồ. Không. Ai cái này là mua pin riêng luôn. Mẹ Ngọc có set up hết pin trong đó hết rồi. You're welcome. You're welcome. Rồi mở ra đi.
Hát cho chú Ba Bì nghe gió lung lay làm sao? Gió lung lay cần cây lung bên chiều đầu. Nay hồi sáng cũng vậy nè chị, mới ngủ dậy tự nhiên em chạy qua. Hey, cái gió lung lay cành cây quất cho đầu. Không nghe hiểu gì luôn. Có biển không? Có mua pin đầy đủ hết, pin này pin tốt luôn á. À, phải ba đứa ba xe. Chứ còn con đừng bấm, đừng bấm con, đừng bấm, đừng bấm. Vinh, ba Ly đừng có bấm, đợi lấy ra xong mới bấm con. Đúng rồi, tháo ra luôn, đúng rồi. Rồi, đây nè. Đây nè. Đó. Thôi thôi thôi, nhảy 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 nhảy. Ủa là chú Bobby lấy lại. Này đợi khi nào Việt Nam vô địch đi. Vô địch rồi. Mua xe đúng ba màu, ba đứa yêu thích luôn chứ không dịch là dành dành màu nữa. Khổ dành màu. Con muốn màu này. Mà hay là không bị chạm trùng màu nhau nha. Đây là phải màu. Ủa, tự nhiên con em đi lại lại chi à? Con uống mà hả? Ừ. Ba Ly ngậm cái gì vô trong miệng. Lúc thấy nó mà con hai nó mập nó mới nó ôm nhìn. Lúc thấy nó nở, có một cái tấm hình là ở trong đó có cái hồi mọc hô bự mà cái trán nó cao mà dày cho nó lửa một cuộc. Hơi cười mất liễu luôn cái lúc thấy nó nở ra cái lúc nó ớn. Ê đừng có bấm tầm bậy nha, đừng bấm tầm bậy nha, con xong chưa? Rồi con bỏ xuống đất. Con bỏ xuống đất là tự động con bấm là nó đi nha. Chứ đừng con đừng có nại tầm bậy nha. Rồi bây giờ ba đứa đua xe đi nha. Ba đứa đua xe, gom hộp lại, đua xe đi. Đó, giỏi quá. Bỏ xuống đất, bỏ xuống đất, bỏ xuống đất đua. Giống như ăn chay cây kìa. Bỏ xuống đất đua đi. Wow. Ba đứa này bữa nay là hạnh phúc quá trời hạnh phúc luôn á. Vui quá trời vui. Cực kỳ hạnh phúc luôn. Vinh Sành đâu, đi xuống dưới đua luôn đi. Đi xuống dưới đua luôn con. Xuống đua với lại hai đứa kia đây. Ờ, nhìn chạy nè, ngứa đít đó. Mang màu đô màu vàng chạy xíu. Ôi trời trời, rồi xong luôn. Ờ, hãy xem con đây, nhìn con đua nè, bước xuống. Lụm. First thing he does is he eats it downstairs. The đây nè, anh tặng cho cái puzzle để cái bộ xếp xếp hình gỗ mà hình chay luôn. Ở trong đây là những cái mảnh ghép xếp lại thành tấm hình này. Bên kia là cũng như vậy luôn. Đây đây là cũng là cái puzzle mà xếp lại hình thành hình gia đình của Ngọc luôn, mà cái này là đem về Mỹ để xếp, chứ còn để xếp ở đây là lặng hoạn là mất luôn á. Mất tại vì lung tung á. Đó, máy này là cất vô bỏ vô vali. Bây giờ có đồ chơi cho chay nè. Con chào cô, phanh tay lại con chào cô. Đúng rồi. Đồ chơi nhiều là cái chay á. Bữa nay là ngày hẹn gặp mấy chị, tại vì Ngọc có một cái ngày rảnh đó nên là hẹn gặp mấy chị. Rồi con mở ra, con mở ra con mua gì? Cái này là đồ của con á để phanh tay lại con cảm ơn cô. Cái điện thoại. Nè cái này nè con, chừng này con chơi cái điện thoại để điện thoại á, con mở ra nha, cái con hình này nè. Cái con dở lên vậy nè, biết không? Vậy cái con để vậy nè, cái con để cái điện thoại con lên con xem. Ha? Hình đó. Wow, chơi thì thử thôi, thử cái điện thoại mẹ coi, điện thoại mẹ đâu rồi? Nè. Rồi, con này là bánh bánh bía hả? Bánh bía. Để chị đem vô mở, để dạ. Cô mở. Dạ, 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 dạ. Em cảm ơn chị Thủy nhiều nha. Dạ, dạ, chị Thủy. Trời đất ơi, quá nè. Con đi ăn rồi, Thủy. Dạ. Mẹ bữa nay là làm lẩu lẩu mắm nè. Không còn bạn tròn đâu, muốn cái ghế nó đủ rồi. Ngồi đi. Ở đây luôn hả? Ngồi đây đứng lên luôn. Đúng rồi, khỏi tròn, khỏi hỏi đi bay. Trời ơi, gặp tặng. Cái này là quý lắm đó. Sư phụ làm chị tặng cho Ngọc nha. Dạ. Ngọc teo vô tay để cho bình an. Dạ rồi, em cảm ơn chị nhiều. Rồi, trời teo ơi. Để cho bình an nha. Giờ dạ. Để kéo cái này đài rồi, ok. Mập quá, bị cơ, bị chân xong là mập à. Bị chân xong là mập. Không mà sao quá, xong ăn nhiều quá. Xong ăn nhiều. Không dính không? Không, bữa hết chị ngồi chung với mấy người mà. Quá trời, quá đất đông vui bữa nay mẹ ha. Quá đông vui luôn, mọi người quá yêu thương luôn. À, cái này là mày chấm gì vậy? Chấm nè, cái này cuốn vô rau sống đồ anh bất biệt. Ủa cái này hả? Ừ. Cuốn vô rau sống hả? Ừ. Cái lẩu. Cái này là cái muối nè, thấy em hay ăn gà muối á, muối để ướp hấp gà. Dạ. Ờ muối em xăm xong rồi em một gói em thấy lên ướp con gà á, cái 10 phút 15 phút cái em hấp hả? À. Hấp bắp cô. Hấp cũng dạ. Đem về Mỹ đó, đem về Mỹ. Muối gà hấp muối nè. Dạ. Bởi vì con sở thích là con cái hộp nè.
Hả? Còn còn hai giỏ đồ chơi này đem cất đi bay được cho nó mở ra nữa. Quá trời quá đất luôn. Cái này mà đem lên phòng ngọt một con nha. Vui thiệt chứ. Sầu riêng đầu này kia là khui ra luôn. Từ từ. Ăn xong đi rồi khui rồi. Ăn rồi khui. Trời cái ly của ảnh mà ảnh uống bánh mì nè. Bánh mì này là dịch quay mà chị nói là ngon ở quận 5 đó, chị thấy Ngọc ơi thích ăn đó. Bữa quay là quay thường đó, chị mua quay tiêu mà ăn. Bữa nay là quay tiêu phải chị. Ủa đâu vậy đâu. Em cảm ơn chị Thủy nha. Bữa giờ em có lên chưa? Là được cái. Vậy lên nữa mừng nữa. đang cấp giúp, đang cấp giúp, giúp Nam Phong chứ có chia tay, không bay ai. À, ngày hôm nay là anh Ba Bì với là chị Thủy là gọi là người hâm mộ là gọi là cực kỳ gọi là mà trên mạng xã hội từng gọi là fan cứng đó. Cái này đứng làm sao để ủng hộ? Đứng làm sao ủng hộ? Vượt qua bao nhiêu bão táp phong ba. Đó, gà hấp tiêu ơi, dịch quay tiêu. Rồi cái này bánh mì là mình hấp lên. Không phải cái bánh bao này phải. Bánh bao chứ lộn nó lộn chứ cái bánh bao nó bánh mì. Bánh mì bên kia kìa để Ôi ơi thơm ngon nghe chưa? Bánh mì nó bánh bao phải hấp sao chứ giờ. Đúng rồi, giờ mà hấp bánh bao nữa. Bánh bao này mà ăn ra là phải ăn liền ngay lập tức, còn không là bắt đầu cứng nữa. Biết sao cái loại này là nó để cho mình ăn tươi đó. Bánh bao này mà để cho mình ăn tươi đó nó làm mềm nó mới cứng. Dạ. Yeah. Cả nhà sẽ vô bàn ngồi ăn. Nói chung là em cảm ơn anh chị rất là nhiều. Gia đình cũng có mời anh chị một cái bữa ăn gia đình ha. Ăn cho vui với gia đình. Quý, quá quý. Mời một món còn một món là chị Thạ Thủy đưa qua. Còn một món thì có Ba Bì đưa lâu xuống. Cái này hôm nay là Hùng nè, Hùng Trung ăn mà. Vậy là vui nè. Ở bữa giờ là cứ coi lên video thấy mẹ em nấu đồ ăn rồi này kia chứ chưa thưởng thức ha. Này em mời mấy anh chị. Cảm ơn mấy anh chị rất là nhiều mấy năm nay đã rất là yêu thương gia đình. Yêu thương ủng hộ một cách rất là nhiệt tình và hết mình. Rồi thôi mời đi, lên rửa đi. Mời chị Thủy nha. Mời em bao. Chú Bảy ơi. Rồi đem cái lò này. Để em gấp bún cho chị Thủy cho. Ngọc có cái mắm với em cần thử cái chén bún mắm trước mẹ em làm trước cho ăn cái đó trước thì xem bún mắm đi rồi chút ăn cái món này nè. Món này rồi. Hay ăn sao không ăn cuốn trước rồi mình mới ăn bún rồi sao ta? Ờ cho ít bún. Bún xí bún ha. Rồi đi bên người đâu? Con ngồi ăn đi con. Để cho ba chén. Rau nè thiếu mẹ thôi tiếp kèo nèo. Mẹ còn phải tiếp kèo nèo hả? Để lấy cái tay này ra cho con. Chào anh em này của Ba Bì đem xuống ba không? Chú thử chiếc đĩa nghe. Con có lột. Em không mở cho anh nè ba. Con kéo lột. Cắt cái gì nữa đây? Mẹ thiêu là cũng ngon lắm nè nghe. Con cắt đi, con cắt cái này mẹ chút anh. Rồi. Cái đồ múc đâu? Pizza ba. Mấy cái giá nhỏ hơn. Rồi đây. Giá nhỏ hơn. Đúng rồi đấy. Cái nhỏ hơn đi con này. Bình thường. Chị từng múc cái đó đi. Em còn mình không biết ăn gì. Đó, cái giá tự nhiên ăn uống tự nhiên đổi ngại ngùng gì đó. Đó cái giá này chị. Quá quen rồi. Quá quen cứ ngại. Giá nhỏ đi con. Đó rồi con. Rồi. 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 Rồi chú cũng cái ghế không? Còn ghế. Đây. Còn có ghế này nè. Rồi được rồi đó. Ở nhà anh ít người á. Nên anh làm đủ có 4 cái ghế hả? Chiếc ghế đủ 4 chỗ. Của nhà đó à. Rồi, mời mọi người nha. Rồi, mời tất cả mọi người. Xin chào chú cũng thay mặt gia đình cảm ơn Bobby rất là nhiều nha. Chị cảm ơn con Thủy nha. Dạ, dạ. Đến đi chung vui với gia đình chú. Cũng như là trong thời gian qua là chú thấy con mua đồ chơi rồi tặng cho mấy cháu nhiều quá rồi chú cũng không biết mặt với nó, không biết Bobby là ai ta. Và lần đầu tiên xuống đây chú gặp thấy chú cũng mấy hai con cũng mấy đứa của chú mấy cháu thì chú thành thật là cảm ơn rất là nhiều luôn nghe Ba Bì nha. Dạ. Nghe con Thủy nha. Dạ. À, bây giờ mời dùng chung với gia đình chú đi. Con mời cô mời chú mà mời cả nhà. Đây là để lấy thêm chén để bỏ cái nước sốt dịch ra ai ăn hay chấm á. Chén nhỏ bên. Hai bên nè. Hoặc là lấy cái muỗng ai ăn cái là mình đổ cái nước sốt chấm dịch ra. Này giảm miếng lửa lên nè, giảm giữa là còn giữa lên. Anh Ba Bì uống nước ngọt không? Lấy chè uống nước ngọt không? Lấy. Rồi ok, để lấy nước ngọt. Để mà lấy không? Ngồi okay, nó đang đứng kìa ba, quá trời đúng đó. Give me two beers. No. Coca-Cola. Give everything.
nấu mắm mà mẹ quên mua thịt quay. Trời, hai cái thùng đó mà bữa giờ uống hết luôn, trời, tao có hay uống gì đâu tối. Không, không phải, cái thùng mà bữa mua cái lông nhỏ nhỏ á. Uống cái gì khiếp kìa chứ. Cái loại mà của Nhật á, bữa tính mua luôn. Trời ơi, chưa kịp mua nữa là thấy ảnh đi, anh kiếm có rồi. Cái gì, cái loại nào? À, loại coca, coca gì đó hả? Là ở nhà anh là hay uống cái loại mà cái chai bằng... Của Nhật á. Mà có cái nắp á. Yeah, what okay, that's over, but this is the best Coca-Cola in Korea. Oh, I'm going to buy it for you. Korea, import. Yeah, tối nay chị chai nó hết rồi, cái chai đó dặn qua còn một cái chai. Yeah, it's the best. Tối qua còn chai nguyên, tôi uống rồi, lần đầu tiên tôi mới uống luôn á. Không, anh biết không, cái chai đó nó không ngọt mà cái này quá ngọt. Cái này quá ngọt. Quá, đúng quá ngọt. Cái này quá ngọt nhưng mà ít ga. Ít ga. Cái loại này á, cái loại này nó cũng có một loại nữa mà là không đường, không calo luôn. Không, bạn hàng thích uống cái đó. Dạ. Nó bị lẹt quá đúng không? Em uống cái đó đi tiểu đường. Nên là tối nay nó đi siêu thị với chị Ngân ha. Sao? Mà lẩu mắm sao? Ăn là lần thứ hai. Ủa về lần thứ hai không? Ủa anh Giang lỡ mất rồi hả? À, bữa lên con. Bữa ăn bún bò. Bữa ăn, không phải bún bò. Bún bò là con đi về cái bữa có chú chú Thắng đó, cái bữa mà mọi nhà mình ăn ra cái lẩu mắm này. Nó rất vui đó, bữa đó nó đâm người. Bữa này chú gặp thím thôi. Chú chuyện này cảm ơn bé gì hồi hôm tặng cho bên chai rượu này con. Ủa bé gì? Bé gì? Bé gì mơ Đà Lạt. Ủa? Mơ Đà Lạt. Mơ Đà Lạt. Trời ơi, môn tuyệt vời luôn. Rượu sim Phú Quốc bây giờ tay qua tới rượu mơ. Mơ Đà Lạt. Ba toàn là sim với mơ. Mơ Đà Lạt. Đi qua. Đi qua. Thử mơ Đà Lạt. Đi qua. Đà Lạt. Special from Đà Lạt. One second. Later, after eating. Ok. Ngon lắm. Thôi ba ăn đi. Ba ăn nè. Ba ăn cái chén đó là nói không. Đây nè. Chén là có đủ chứ không chị? Đủ rồi. Còn này ăn cái dịch quay cái này trước đi. Thích thịt quay, hảo thịt quay. Nguyên dĩ thịt quay trước mặt luôn. Em cảm ơn chị Thủy nha. Chị em mình biết nha là gì cái món này. Phải không? Đúng. Chị biết tới em là do em ăn thịt quay hả? Đúng. Gắn kết tình chị em mình. Đúng nhà, không? Nhà cái thịt quay đó. Công nhận là Ngọc mê thịt quay á. Ở bên Mỹ là ăn quay chỉ có cái clip đầu tiên mà ở đây là anh nói thiệt, anh ăn cũng ăn hoài, ăn vịt quay mình cũng ngon nghe, mà thấy nó ăn anh thèm luôn, là biết thấy nó ăn là anh biết chị Ngân là phải nói thôi đi mua ăn á, không hiểu sao nhà em cũng ăn hoài luôn mà ăn vịt quay với cơm mình thấy không có ngon mà sao nó còn ăn thèm. Chị có lần bữa cả Ngọc làm cái món giò heo hầm em á, đợt nghe coi như mùa dịch nữa em lại thèm, mà thèm dễ sợ thì chứ lo đi mua giò heo vậy không ngon giống như vậy đó. Chính nói chính coi video clip ra không là nguyên mùa dịch toàn ăn đó không. Cảm giác thành mềm đúng không? Cái bài cả nhà ăn không? Không, tại mùa đó là mùa ăn mùa khó khăn mà. Chấm nước nóng. Mùa có giò heo hả? Còn lúc ăn bà chị ấy biết sao? Rồi, 2 giờ sáng, 4 giờ sáng đi canh á, là bà mình mở cửa mình đi mua. Cái này nó rào hết. Chứ nó không có cho bán. Đi mua á, mắm mình cắt nước ngang á. Cái này bánh xèo ngon, còn cái tiểu, nghĩa nước mắm này. Có ớt ăn, cái bầm miếng ăn. Hãy thấy ít ớt á. Đó, cho nhiều nhiều vô. Nhiều. Cho ăn miếng này nè. Lần đầu tiên coi mẹ em ăn nữa. Lần đầu tiên cô ăn cái món bì. Ờ cái này lạ nè, cái này đúng lạ cho mày. Em sợ cay á, không. Không cay đâu. Này hơi ít nè. Ở dưới nữa anh lạ. Món bì cái này là cho gia đình mình thưởng thức món ăn đã. Ờ lạ lạ không nha. Đại khái là đó. Món này với là cái món gỗ gà măng cục là lạ đó. Con ăn tự nhiên nha con. Trời ơi, tiêu này có tiếng ở quận 5 quá chị. Mới chị đi mua chỗ khác, bây giờ nó chỉ nhà kia mua. Trồng quán ký cũng ngon phải không? Vậy là thầy. Đó. Trồng quán ký nè. À. Quý tiêu nè. Ở chỗ Trần Phú mình á. À. Trời ơi, mấy cái ngày mà cúng á nha, sắp hàng, lấy phiếu sắp hàng luôn á. Ừ, đâm á. Ừ. Là món người Hoa người ta. Cúng cái rau này nè, làm đồ luôn nè. Ăn thử đi vậy? Cá này. Cúng nước nha. Này con ăn ơi. Gì cơ? Ngọt lắm, con ăn đi. Kể nó đi, chừng nào nó ăn. Cái này là lần đầu tiên thấy nha. Giống dưa gan á, để tưởng tượng mình thử tưởng giống dưa gan. Này mà mình có ăn cái hộp được không? Có.
Dưa gan mẹ ơi, dưa gan chắc nó dưa gan Hàn Quốc hay gì đó. Sầu riêng tươi của Musashin. Hồi bữa là anh có gửi là sầu riêng hộp rồi. Bữa nay là anh đem lên sầu riêng tươi. Mày nhân về công nghiên cứu lắm rồi phải không? Chỗ bán á. Kể cho cái chỗ bán. Đúng, đúng này tươi luôn, tươi tươi. Chứ không có đông đá là mà khui ra bên trong đó là để đen thui rồi. Ôi ơi, muốn ăn không? Tươi vậy luôn hả Ngọc? Ăn xong mua một muối sầu riêng rồi mày cho mở được chưa? Đây, ăn hết cái muối sầu riêng này. Mời mọi người. Quên. Oh wow, cực kỳ ngon. Nhớ trong hộp luôn á Ngọc. Ngon không hộp. Cái hộp này tươi mà mẹ. Kéo lên cho chị. Đây kéo. Nghe chị thầy. Thì ăn đi con. Dạ. Ăn đi con bút. Cua trái này ra đâu không? Thôi từ đi. Từ từ. Ăn hết đã. Con đâu ăn đâu. Con rõ kìa ha. Hả? Đi hỏi rõ kìa luôn. Rồi mẹ ăn thử đi mẹ, ăn thử cái sầu riêng tươi đi. Cái thằng cô ăn này trước nè. Đúng rồi, chứ ăn cái kia là cái lạc vị à. Nó vàng, nó béo. Dạ. Just gotta be careful. The band said you can't eat soda and drink Coca-Cola. A band said in them. Ăn ăn. Ừ. Thử đi. Ngon ngon. Thử ngon luôn. Ngọt như xíu à. Ăn thử đi. Chị thấy ông nhìn cái màu vàng thấy tôi biết ngon rồi đó. Vàng ấy. Để ăn thử ngon cho biết thì thấy. Ừ, nó dẻo. Anh đi thấy. Dẻo mà nó ngọt. Dẻo mà nó khô ha, mà nó cực kỳ béo luôn. Bữa đi Singapore con không có nhịp ăn cái đó. Đây bà ngủ. Singapore ăn mà. Singapore thì kế Malaysia nên là trong đi này nhiều lắm. Buồn. Rồi cho anh nó bị như thế này. Thử ăn nó bị như thế này. Chị thả thử cho chị. Chạy ăn không? Mình ở nhộn nhịp á mấy tháng quen rồi cái bắt đầu mới đi cô chú với Ngọc về cảm động nhà mình vắng mình thấy buồn. Mấy cái buồn. Buồn mà còn nhớ nữa. Tính là đông lắm, nhưng mà năm thêm năm người. Mấy bữa mình ba mẹ rồi chuẩn bị về ở trọn 2 tuần nữa. Con nghĩ mấy đứa nước lại nhà vui, vui nhà vui. Nên trong đội kèn nữa đó, vui lắm. Ông Quyền bị khởi tại cái tên là bé. Mày đúng rồi, đúng không? Mày là chính thần chứ. Mày là đúng của mà là cái này nó đẹp. Lai, nó lai giống. Nó lai giống về trong ở Việt Nam. Nó đã lai rồi, không khí rồi đó. Đâu thì cái đường đất của mình. Đúng rồi. Đường đất của mình ta. Hay không mẹ. Quá hay con. Mấy giờ đi? Trời ơi, cái hộp nó lép quá chứ mày. Lép sẹt luôn. Không thấy hộp không? Ừ, đúng lép luôn. Hôm xưa là đi ăn sầu riêng mình cùng mít tiệc cơ luôn. Hồi sáng tới mua mà sợ bị ổng nhận cái bạn ổng nói là bị nồi xe. Cái hai tên sầu riêng không khổ cái bạn. Không cầm cái bạn hai tên sầu riêng. Không nghe một sầu riêng. Cái mít bữa nó đã hai chị em thấy là đúng rồi, ngồi sầu riêng với mít lên xe mấy lạnh là thôi. Nó là sợ cái người đi tí nữa mà về mà không có chở ai là sẽ bị nghe mùi liền. Mẹ gì? Con muốn đi đâu? Cho mẹ miếng giấy nè. Đi bơi nha. Bơi đâu? Con bơi không? Đi tới khu vui chơi tối không? Đi bệnh.